VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Đội trưởng ở vị trí thứ tư, đứng dậy. Hiệu trưởng 2, nhưng tụi anh thật cool, mà như băng là không cần cố. Anh tụi lớp kiện gạo. Mình nghĩ là mọi người đưa một cái phong bì lộn. Ủa sao em không có chữ gì ta, sao nó có số không vậy? Thế sao anh nghĩ rằng là cái vị trí đó mà Hiếu Thứ Hai đạt được thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Khá là bất ngờ khi mà được thứ hạng thứ tư này và là nhóm trưởng. Em nghĩ sẽ là một điều rất là thú vị. Hy vọng là tất cả mọi người ai muốn chiến thắng thì về đội của mình. Wow. Khẩu khí khá lắm. Yeah. Ai muốn thắng thì về đội Hiếu Thứ Hai, nhưng mà thật sự Hiếu Thứ Hai muốn thắng thì nên có Trung ở trong đội. Vì bạn giữ vậy. Cái điều Isaac lo là Isaac phải làm sao á sắp xếp được các thành viên trong một nhóm nhạc có đủ hết tất cả những cái nhân tố. Chết không được. Nhưng mà nói về chiến thuật thì Negif nghĩ là trước mắt là phải có songwriter thật tốt. Không cần biết bài đó là cái gì, nhưng mà khi mà có một cái đoạn mà gọi là cao trào, Negif mình nghĩ tới Pháp Kiều. Cái wishlist của mình á, Udomic, Rider, Pháp Kiều, Quang Hùng, Master D, Negif gom tất cả những người có thể viết nhạc vô đội của mình. À, chủ đề này thì mình hy vọng nó sẽ như thế này. Màu mỡ và sỏi đá. Mình cứ nghĩ là chắc đây là một chủ đề thể làm cho vòng tiếp theo. Cho nên là luôn tự vạch ra một số người mà cùng với cái phong cách hơi giống mình. Lần này tôi rất muốn đồng hành với anh Sinh trong tập này. Cuối cùng anh Sinh làm trưởng nhóm chết luôn. Thiệt, bởi vậy cũng muốn đồng hành với một trong mấy người ở đây. Nhưng mà bây giờ thế nó vô đây rồi. Chết rồi, vẫn chưa biết chia đội như thế nào. Tiêu chí của mình là như nhau, bởi vì mình sẽ đem về rất rất là nhiều người giỏi ở mọi lĩnh vực. Đội 3, đội 4. Xong rồi sau đó mình sẽ nói là người này làm lĩnh vực này, người kia làm lĩnh vực kia. Tùy vô cái bài mình nhận được thì mình sẽ chia. Nó sẽ gọn gàng hơn và nó sẽ đa dụng hơn. Đây là cái giá cho cái chuyện mà hay mặc đồ giống chủ tịch. Mặc đồ giống chủ tịch, giám đốc rồi đó, bây giờ là thành giám trưởng luôn. Khó xử quá. Thôi, mọi sự đã an bài. Anh ơi, coi chừng anh không có slot của anh luôn nha. Ê, khoan, quay lại, không được. Đây là quầy tính vật à. Các bạn sẽ trao những tính vật cho những thành viên mà mình muốn họ về với mình. Là cái này là mình muốn lấy cái nào cũng được. Bao nhiêu cái à? Muốn lấy gì lấy à? Đặt signature, từng nhóm, ta 4 cái ta để rõ ràng. Bây giờ tổng kết lại, team của anh trai Nagip là đồng hồ. Team của anh trai Song Luân là bản đồ. Hiếu Thứ Hai là mọc. Team của anh trai Isaac là mấy chụp ảnh lấy ngay. Đeo trên luôn đúng không? Ok, đẹp trai. Anh trai Hiếu Thứ Hai lẹ lên, hết người rồi. Captain về chưa? Captain đã về. Anh Quyên về chưa? Anh về Isaac rồi. Wow, thật sự quá khó. Khi mà mình bước vào á, thì những cái người mà mình muốn chọn á, là đã được chọn hết rồi. Từ. Kiếm Dương Đông Biết hả? Dương Đông Biết đâu? Trời ơi, kiếm Dương Đông Biết hả? Đi bạn ơi, đây trời ơi, tôi có vật chất mà, tôi có tất cả, tôi còn có sắc đẹp nữa, tôi làm nhạc hay nữa. Bạn ơi, trời ơi, sao mà bạn suy nghĩ nhiều quá vậy? Về đây bên nhau, ta nối lại tình sự. Ok, trời ơi. Hẹn gặp lại ở Đào Hoa nha. Ok, trời ơi. Hẹn gặp lại ở Đào Hoa nha. Hẹn ở Đào Hoa. Ủa gì vậy? Gì vậy? Thiệt là tồi tệ. Anh trai Song Luân hết lượt mời. Anh trai Nagip hết lượt mời. Mình rất đắn đo. Mình nghĩ là thôi phòng này không chọn được không? Mình có thể làm lại mà Hiếu. Hiếu kiểu nhìn mình xong rồi Hiếu bảo chứ em làm với anh rồi. Xong rồi Hiếu quay lại Hiếu nhìn người khác luôn. Một chút hụt hẫng nhất định. Từ từ. Chỉ còn có 5 người Hiếu mà không chọn mình nữa thì chắc chắn mình sẽ ra đảo. Tiêu chí của em là gì Hiếu? Tiêu chí của em là mấy anh em đã năng không? Chính là anh rồi. Thì bắt buộc chủ động để mà hô hào thôi. Anh đó, với anh đi. Anh bi chơi được hết không anh? Chơi hết em ơi. Mấy anh em còn ai chơi anh bi được đúng không? Hiếu ơi anh đâu anh bi được. Anh Ly lấy hết sức của mình để mà thuyết phục. Anh hát lại tại chỗ cho em nghe được không? Anh hát thử đi. Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Cha Ban. Ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London. Trời. Quá cố gắng anh Ly ơi. Anh hợp với đội anh Isaac ạ. Oh yeah. Dòng này em biết một người thôi. Anh giải cứu như sao? Please. Hiểu, pick and đi, kiểu team đập đi luôn á.
Dòng này em thích một người thôi. Anh Jason ạ. Jason ạ. Yes. Thở vào. Em đồng ý ạ. Thôn đi, thôn đi, thôn đi. Tuyệt vời. Rồi rồi. Cái màu giọng của anh Jason và đặc biệt cái khả năng nhảy anh cũng rất là tốt. Nên là mình pick anh Jason. Em đã cố gắng hết sức. Hát thêm bài nữa. Được. Em muốn... em sợ là anh hát một bài nữa em không chọn anh thì kỳ lắm. Xót xa, đau đớn. Anh Ali hát rất hay, ăn lượng anh cũng tốt. Nhưng mà mình cảm giác là cái tính cách của mình với anh Ali là mình sợ không hợp nhau. Hiếu ơi, anh hát được Hiếu. Hiếu ơi Hiếu, anh dễ thương lắm, anh tốt tính lắm em. Đôi mắt anh bắt đầu đỏ hoe. Cũng chạy lòng, cũng chạy lòng ạ. Hiếu ơi, anh em hết rồi Hiếu. Rất xin lỗi anh Ali nha. Thôi anh hiểu rồi, anh hiểu số phận anh rồi. Về anh. Về anh. Can đảm giơ tay tại vì thấy anh Ali cũng nỗ lực lắm. Thì mình cũng thử xem sao. Anh đã có một người manager chưa? Cái list mà đăng 30 anh trai lên á, là Hùng Huỳnh là người mà mình search đầu tiên. Nó wow, nhảy căng đét và thi ở bên ở nước ngoài nữa. Khá là legit. Hùng Huỳnh ạ. Không quên ai ngồi đâu? Hiếu đồng ý cơ. Rồi, đồng dấu. Thật sự thì kết quả ở cái vòng sỏi đá của mình là không như tính toán ban đầu. Thì mình bắt buộc qua cái phòng màu mỡ mình phải cố gắng hết sức. Bon cha vì ô long đào mới, ngon đào mộng. Bốn đội trưởng thân mến, các bạn vừa viết phiếu để nói lời nguyện vọng của mình. Tôi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên từng lá phiếu này. Và các đội trưởng chỉ được yes or no với lời đề nghị đó. Isaac thấy rất là hay, Isaac rất là thích. Bởi vì nó thể hiện rõ cái cá tính cũng như cái sự quyết liệt của họ. Chính cái điều đó nó sẽ tạo nên màu sắc và nhiều cái kịch tính cho chương trình. Nhiều hơn là sự lựa chọn từ trưởng nhóm. Anh trai Đức Phúc, anh trai Đức Phúc. Ôi rồi. Đừng chọn em. Mình vẫn hướng về hiệu thứ hai. Anh trai Đức Phúc chọn đội trưởng Song Luân. Cảm ơn anh vì đã không chọn em. Wow. 30 giây bắt đầu. Thực tế là em cũng không có gì ngoài giọng hát, idea, concept, tất cả mọi thứ. Nên là nếu mà anh thích anh chọn em đi, em sẽ dắt tay nhau đi đến chiến thắng như vừa rồi anh vừa làm. Wow. Anh trai Song Luân đồng ý hay không đồng ý? Yes, yes. Yeah. Chúc mừng cả Hiếu. Cũng rất là thích Hiếu tại vì Hiếu làm việc cũng rất là vui nên là cảm ơn Hiếu nhé. Ôi ôi, nghe nó dạ chân. Mà anh chọn em là em phải từ chối. Ôi ôi ôi, sao vậy em? Sao vậy Hiếu? Ủa tại sao vậy? Mà người ta bao nhiêu người khen mà em từ chối là sao? Tất nhiên là ảnh quá giỏi đi nên là bây giờ phải nhường cho mấy anh em ở đây. Phải nhường cho mấy anh em ở đây. Còn sống vì cộng đồng quá. Tiếp theo, Quân AB chọn Hiếu thứ hai. Wow. Wow. Rồi, team visual rồi. Anh trai Vũ Thịnh ạ. Vũ Thịnh. Hiếu thứ hai đã được rồi. Wow. 30 giây, bắt đầu. Vòng trước thì anh đã nhảy rồi, nên là vòng này anh cũng rất là muốn vào một team mà mạnh về rap để anh có thể học hỏi hơn về rap. Với cả anh nghĩ là sẽ không có nhiều người khi mà Hiếu đứng diễn ở trên sân khấu hoặc tự tin để đứng cạnh Hiếu hát đâu. Nên là anh sẽ là người có cái tự tin đấy để đồng hành với em trên sân khấu. Em quên rằng là anh vừa ở trong đội Hiếu vừa rồi anh vẫn đứng hát ngon hơn chứ còn gì. Thì đến nhưng mà lần này anh lại không chọn nữa đây. Hiếu ơi, anh nghĩ em là người thẳng thắn nên là anh cũng muốn thẳng thắn ở trong vấn đề này. Đối với anh thì một người đội trưởng mẫu mực ở trong trái tim anh á thì đó mới là anh Isaac. Nhưng mà anh đã chung team anh Isaac rồi và anh nghĩ là nếu em có anh thì em sẽ có một ẩn số là anh sẽ bùng nổ với những gì mà anh Isaac đã khai phá được anh ở là số 1. Yes sir. Chắc là Hiếu sẽ chọn Vũ Thịnh một cái nhân tố để nhảy. Em vẫn sẽ chọn Quân. Bởi vì rõ ràng là ở trong chương trình của mình chắc chắn vẫn sẽ có những cái bài hát về vocal. Em rất thích anh Quân. Không phải, tại vì hiện tại là trong team là có... Thôi thôi đừng nói. Thôi thôi đừng nói. Lưu Hoàng nhìn mặt của Hiếu thứ hai là mình đọc vị luôn nha. Khả năng hai người này ra đảo là vô cùng cao.
Hình như là cũng đã có hai cái màu giọng nghe cũng trầm rồi, mà em thì cũng trầm nữa. Anh không phải là màu giọng trầm nha, anh đi học thì tất cả các cô giáo nói là anh là tenor. Cái này anh chứng kiến, anh học cùng lớp. Dạ. Yeah. Mà anh có thể hát trên quãng cao được. Dùng đủ mọi cách để đội trưởng nhìn thấy sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu của mình. Vì vị trí nào mà team em đang thiếu thì anh có thể chám vào vị trí ấy được. Wow. Đó, vậy mới là khuyết phục đó. Nếu mà đội trưởng mà không chọn thì quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Yes or no? Mình wow luôn. Wow. Sao mà có thể mà tuôn ra những cái lời đó mà nhanh tới mức đó, mà nó nghe rất là chân thành. Lúc yes. đầu là em định từ chối, nhưng mà em thích sự tự tin của anh. Em đồng ý ạ, em đồng ý ạ. Yeah. Tin là sẽ làm được, tin là sẽ làm được. Yes sir, yes sir. Yeah. Hay, 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 hay. Rồi, cho em xin đóng một cái. Anh trai Vũ Thịnh à? Và rất là vui vì anh đã thẳng thắn với em. Em cũng xin phép thẳng thắn lại là em từ chối ạ, à. Em từ chối ạ. À. Vũ Thịnh sẽ ra đảo hoang. Trời ơi! Cảm ơn em. Thật sự thì mình từ chối nó cũng nhiều lý do lắm. Anh mở bài bằng một cái câu là thật sự thì anh muốn về đội của anh Isaac. Nó giống như cái chuyện là mình tỏ tình với người yêu mới nhưng mà mình nói là anh vẫn yêu người yêu cũ. Thì nó quá là kỳ cục. Mong anh Vũ Thịnh xem xét và sửa lại. Thứ hai là gieo nghiệp cũng hơi nhiều đó. Từ chối hết người này đến người kia. Ý Hurricane. Oh. Trời ơi, hai nữa. Còn biết ai nữa? Hai thứ hiệu. Ê! Hai thứ hiệu. Ê! Quê nhiều. Để kêu ra nói chuyện riêng chứ. Sao mà cái bạn này bạn ấy quá à. Chắc là muốn là đầu quân bên đó để tiêu diệt này kia. Đầu tiên là cảm ơn anh Song Luân đã là người đội trưởng rất là tuyệt vời của em trong live show 1. Wow. Những gì anh làm thì em rất cảm kích. Hiếu ơi, tôi với bạn thì làm việc với nhau quá nhiều năm rồi, cũng hiểu tính cách làm việc của nhau rồi. Trong đầu của mình nha, mình không muốn vô đây mà gặp Negip với lại Hurricane. Mình không muốn chung đội. Nó gặp ở ngoài nó chán mặt luôn rồi. Muốn làm việc với những anh em mới. Nhưng có rất nhiều bản hit đã được sản xuất rồi. Quan trọng là có ADN của top 1. Quá tuyệt vời. Yes or no? Em muốn Khang trả lời giùm em luôn, tại vì hai anh em rất hiểu ý nhau ạ. À. Yes, chứ sao lại không? Yes sir. Lắm yeah. Yes. Team của mình đang rất là thiếu người biết viết nhạc và làm nhạc, nên là bắt buộc phải cầu cứu Hurricane. Anh trai Quang Trung. Ẩn số của chúng ta. Hiểu thứ hai. Wow. Hiếu ơi, nếu như mà đội em đã có quá nhiều giọng trầm rồi, anh sẽ nói giọng cao cả đời. Em thấy đó, từ ngày xưa chúng ta đã có câu trai thời Trung Hiếu làm đầu. Hồi nãy em nói là ai muốn chiến thắng thì về đội em. Nếu em muốn chiến thắng là em phải cần có anh trong đội. Mình đi chung chơi với nhau rất là lâu rồi, vẫn không thể nào mà hiểu nổi là tại sao Quang Trung có thể nhanh tới cái mức nghĩ ra những cái điều như vậy, rất là hay luôn. Này, nếu mà em cần tắt ra ngoài đảo thì anh tắt ra sao nha. Anh sẵn sàng rồi, anh sẵn sàng rồi, để hiểu ơi. Trong bốn đội trưởng này, anh đề xuất tên em là tại vì anh nghĩ cái màu sắc của anh với em mà cộng là nó sẽ là rất cái gì phần này nọ đó. Trung Hiếu đó em. Trung Hiếu là một cái tên mà em rất ghét. Rất ghét. Ủa? Ủa? Không, em ơi, vừa trung thực mà vừa hiếu thảo, hiếu thuận nữa thì có gì đâu mà ghét. Nó ghét á, nó trở lại gì con người liền thấy không? Không, nói chứ cái giọng cao nhóm em là em thấy không đầy đủ rồi. À, mày nói giọng bình thường. Có gì anh Phúc và tiễn anh đi một đoạn giùm em. Thôi mà đừng, đừng, đừng. Trời ơi. Hiếu ơi, em làm gì làm sai làm rồi Hiếu ơi. Tại vì đơn giản thôi là Trung Hiếu là tên của Hiếu thứ nhất. What? Là thằng Hiếu trong lớp của em hồi xưa mà học giỏi siêu giỏi á. Nó cũng không thấy ghét, không thích. Đó là một mất mát của đội Hiếu thứ hai. Nói chung là vậy đó.
Nhưng mà chắc là Hiếu cũng không thích anh chỗ nào đó. Cái kiểu của mình là mình có sao mình nói vậy. Mình không có giống như là anh Isaac hay là anh Song Luân là sợ mọi người tổn thương. Lúc nào cũng ôi đau quá. Em thấy anh Song Luân với anh Isaac là kiểu đó. Cho anh nấp mấy. Hai anh em nấp đi. Sao trốn mất vậy trời? Ủa? Sao trốn mất vậy? Sao trốn mất vậy? Anh em mình trốn hết đi. Trốn đi anh em ơi. Ủa, đã hoang hoang quá vậy? Ủa, bay ơi, bay. Xin chào mừng anh Thành. Chứ không phải đội trưởng hả? Không, không, anh chứ không đội trưởng. Em thì ok. Yên tâm, không đội trưởng nào tới đón tụi em đâu. Ủa? Ok, đây là cái vòng duy nhất mà chúng ta sẽ có cơ hội trở mình ngoạn mục. Các bạn hoàn toàn có thể gặp được đội trưởng mà các bạn yêu thích. Wow. Xin mời bốn đội trưởng ạ. Khi mà mình bước vào á, người mà mình muốn chọn á, là Dương Domic. Bởi vì Dương Domic cũng thể hiện mình rất là giỏi trong việc nhảy, hát, cũng biết viết. Hiếu cũng có năn nỉ này ghiếp. An ơi, không nghe An nhường cho Hiếu Dương Domic nha. Thật ra là rất là muốn Dương Domic, nhưng mà người anh em của mình đã cầu xin rồi thì mình cũng đành lòng. Dương muốn về đội với Hiếu thứ hai. Âm nhạc của Dương cũng có một phần tương đồng với Hiếu nên là cũng khá là tò mò. Các bạn thân mến, hiện nay mỗi một đội trưởng đang thiếu hai thành viên. Đây là cơ hội cuối cùng cho cả đội trưởng và các bạn. Ở đây có 8 thầm. Các wow. bạn không cần phải thuyết phục gì nhau cả. Ok. Đây là định mệnh. Tôi yêu tất cả mọi người. Mời mọi người. Thọ anh em thọ hết mà đi. Anh em thọ hết mà đi. Bắt một lần đi ạ. Rồi các bạn cứ xem ạ. Xin mời hai thành viên cuối cùng của đội Isaac. Đỗ Phú Quý. Hội họp nha. Trời okay ơi nha. Chuẩn bị em rồi. May mắn nha, được vô đội của anh Isaac như ý mình muốn ngay lúc đầu. Rất là duyên số, quá tuyệt vời. Thật sự là em có quyền từ chối ngược lại không ạ? Mọi thứ nó gọi là cơm thừa canh cặn rồi, em không muốn nữa ạ. Trời ơi, em xin phép từ chối. Đây là ý trời, em không còn quyền từ chối. Chúc mừng em về với đội Isaac. Khi mà mình đã thuộc về nhau rồi đó, mình có làm gì mình cũng sẽ thuộc về nhau thôi. Thì bằng chứng là mọi người cũng đã thấy rồi đó. Sau khi mà em từ chối Thúy Ngân. Thúy Ngân lại là Thúy Ngân là thấy có lỗi. Và em nghĩ là tại sao mình phải overthinking mà bởi vì tất cả mọi người đến đây là chơi. Và tất cả mọi người đều có cơ hội thể hiện bản thân mình. Cho nên là nếu mà em có làm trưởng nhóm thì em sẽ không từ chối bất cứ ai hết. Nhưng mà cái ly vỡ rồi. Anh hãy vá lại, anh sẽ vá lại, anh sẽ vá lại, yên tâm. Xin chúc mừng sự kết hợp mới của anh trai Zach và anh trai Phạm Thúy Ngân. Đúng ý anh, đúng ý anh. Thường. Xin cảm ơn ạ. Xin mời hai thành viên cuối cùng của đội Nagif. Sao im lặng như vậy? Không ai muốn về, tại không ai muốn. Giờ anh muốn hỏi em là em muốn anh không? Muốn anh. Muốn đúng không? Em có muốn, em thề luôn. Hồi nãy là em đi ngang qua mặt anh như một người xa lạ. Nhưng mà khúc sau thì em có nghĩ lại. Nghĩ lại rồi đúng không? Em thề luôn, nếu như tua lại cái phòng vừa rồi á là có, em có nghĩ tới anh. Tại vì em cần một trụ cột trong gia rồi, đình. Ok. Tôi thề luôn, ảnh nhảy rất là đẹp. Đó, rồi xong rồi có một chiều cao ấn tượng. Body 6 múi, không thua gì Isaac Tuấn Tài. Ok, chúc mừng anh trai. Em đã có một Dương rồi thì... Wow. Không phải là anh nữa, không phải là anh nữa. Ủa, trời ơi. Nhưng có một Dương khác. Ông trời, sao bất công vậy? Quá bất công. Tuyệt vời.
Em đã có hai cái cột. Em đã có hai cái cột thiệt em, luôn rồi. Đúng rồi anh, đúng nguyên một cái gia đình mà em tưởng tượng luôn á. Em có hai cái cột dương luôn. Quá đã. Trời ơi, chúc mừng em. Anh Dương sẽ cân bằng cái tỷ số chiều cao cho cái đội của mình. Trước khi vô đây em nghĩ là không có bốc thăm thì mình sẽ được quyền chọn. Nếu em được chọn thì em chọn ai? Nếu được chọn thì em có thể không cần anh, em có thể ghét anh, nhưng anh cần em. Em có thể không cần anh, cần anh, em có thể ghét anh, nhưng anh cần em. Trời ơi, sao số được khổ vậy trời. Trời ơi, sao số được khổ vậy trời. Em đang chạy trốn tôi hả? Chạy trốn hả? Chạy trốn hả? Trời ơi, có chạy đằng chơi. Em từ chối. Vào. Cái gì? Anh Tú nói gì ạ? Em từ chối. Anh Tú là người đầu tiên từ chối xong luôn. Em từ chối anh Sinh. Em từ chối tôi. Đúng. Tôi không muốn theo anh đâu. Anh buồn cái gì? Rút thăm trúng thưởng, thưởng ngay anh Sinh. Mình không biết nói gì nữa. Chắc ý trời muốn hai anh em phải ở cạnh nhau. Cho tôi một anh trai của team Hiếu thứ hai à. Ba người này là ba người em tự chối hết luôn. Thiệt hả? Trời ơi. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Sao không sao. Nếu mà bây giờ mình về lại một lần nữa thì có nghĩa là đó là định mệnh. Đó là định mệnh rồi. Chứ không phải đó là xui hả? Không anh. Gọi là trời phạt đó. Chúc mừng bạn yêu nha. Người đầu tiên là em ạ. Phải không anh? Yes. Chúc mừng Vũ Thịnh. Anh đã chứng minh là định mệnh là đúng. Yes sir. Vâng. Á hậu và hoa hậu sẽ thuộc về ai? Tôi đếm đến ba. Hai anh sẽ tiến về đội trưởng của mình. Một, hai, ba. Ai cũng ok. Cảm ơn em vì đã từ chối anh. Bây giờ định mệnh đưa anh về anh Luân rồi. Thôi quá đủ cho em rồi. Đừng gặp lại nữa. Tôi cảm thấy giống như là một cú trời giáng vậy đó. Như là ghét của nào trời trao của đó đó. Nên là từ nay Trung cũng xin hứa là sẽ không dám ghét ai nữa. Mọi thứ đã được sắp đặt theo một cái cách gì đó rất riêng của ông trời ban xuống. Ông trời thiết kế rồi, ông trời thiết kế. Không có ai bị bỏ lại là mãn nguyện rồi. Kiểu kiểu gì. Xin chúc mừng bốn đội trưởng đã hoàn thành tất cả những thành viên còn lại trong team của mình. Bây giờ mọi người sẽ di chuyển về nhà chung. Mỗi một team sẽ về bằng hai chiếc xe điện. Nhiệm vụ của các anh trai là phải tìm kiếm được hai cái chìa khóa. Team nào về nhà chung sớm nhất sẽ được một quyền lợi từ ban tổ chức. 3, 2, 1, bắt đầu! VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Bon cha, VO long đào mới, ngon đào mong.